thách anh lên đơn hàng phí chỉ 100 triệu. Ok em. Hiện tại công ty anh vừa mới về một loạt đơn phí chỉ 3.600 đô, tính ra chỉ 90 triệu mà thôi em ơi. Như thế đã đủ hấp dẫn chưa em? Không những thế mà lại còn rất đa dạng đơn hàng cho các bạn lựa chọn nhé. Cụ thể như chế biến thực phẩm công hộp, đóng gói xúc xích, thức ăn sẵn, lắp ráp linh kiện như ô tô, hàn kết cấu trong công xưởng, buộc thép và còn rất nhiều đơn hàng nữa. Vỗ tay, vỗ tay! Bây giờ đi Nhật nó dễ hơn trước rất là nhiều rồi, nó không khó giống như mọi người nghĩ đâu. Thậm chí việc học tiếng đã trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều rồi, bởi vì các bạn không cần phải thi tuyển lấy chứng chỉ, mà các bạn chỉ cần học đủ bài là các bạn có thể lên đường rồi. Nice. Một số đơn hàng xuất cảnh còn rất là nhanh, chỉ từ 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng hoặc muộn nhất là 6 tháng các bạn cũng đã có thể xuất cảnh rồi. Để biết thêm chi tiết về đơn hàng, các bạn hãy liên hệ theo thông tin dưới đây nhé.